kinh tế biển Đông Bắc mà trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, từ lâu đã được biết đến là vùng biển có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế và giao thương hàng hải, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và đặc biệt là phát triển du lịch. Nơi đây cũng là cái nôi của nhiều làng nghề miền biển, làm ngư cụ và đặc biệt là đóng tàu. Người dân biển Quảng Ninh có kinh nghiệm đóng tàu, trong đó có làng đóng tàu Đò Chanh. Làng nghề đóng tàu Đò Chanh, làng nghề đóng tàu Hà An, Quảng Yên đã có lịch sử hơn 300 năm với những vật liệu đóng thuyền bằng gỗ lim, táu, rẻ, xăng lè. Nhắc đến nơi đây, thường được nhớ đến ba làng nghề là Hà An, Phong Hải và Nam Hòa. Nay đã trở thành các phường thuộc thị xã Quảng Yên. Xưa kia nơi đây là một bãi triều lớn của vùng cửa sông, cửa biển. Khoảng từ năm 1434 đến năm 1500, theo người xưa kể lại, 17 cụ tiên ông và dân cư đã đến quay đê lấn biển, khẩn hoang đất đai trồng lúa, lập làng, tạo nên khu đất Quảng Yên ngày nay. Nơi đây bốn bề sông nước, bên trong lại có sông ngòi dày đặc, nên việc giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy. Để đáp ứng và thích nghi với tự nhiên, họ đã sáng tạo ra con thuyền gỗ ba mảnh, chạy bằng buồm cánh rơi, có bánh lái mũi và lái lỏng để di chuyển trên sông. Và nghề đóng tàu thuyền ở làng Đò Chanh cũng ra đời từ đó. Có những người thợ thuộc thế hệ thứ 7, thứ 8 ở làng nghề này. Có những người đã gần 50 năm gắn bó với chiếc búa, lưỡi cưa trong xưởng đóng tàu, sống hết mình với nghề. Đối với họ, việc giữ nghề không chỉ để mưu sinh mà còn để gìn giữ ngọn lửa mà tổ tiên để lại. Ngày xưa nó cũng chưa có những cái hợp tác xã này đâu. Đấy, hợp tác xã mà các cụ đóng ở nhà. Đấy, nhà tôi phải gần sông. Thế là các cụ cũng đóng ở trên sân thế này. Đấy, là cứ cháu cứ bật mực cầm đầu dây cho ông bật mực làm trên sân. Sau đó rồi là kéo xuống sông. Thì thường thường là ngày xưa hay đóng những cái tàu thuyền đánh nghề, làm nghề là chạy buồm. Chạy buồm người ta đánh cá mà đánh cung chạy buồm. Thì tôi cứ thấy mỗi một lần thỉnh thoảng lại có những gia đình người ta đánh cá, người ta về, người ta lại mang tôm cá đó để đến biếu ông. Thế thì bây giờ tôi mới biết rằng là người ta đi làm được. Đấy, người ta đi làm được, người ta đánh cá được thì là mình làm được, người ta đóng con thuyền cho người ta thì người ta mới về, là người ta mới có cái quà người ta biếu. Đấy, biếu lộc, tức như kiểu như là đại lễ lộc. Thì các cụ có một cái nghề này, nghề là có một bí quyết đóng tàu, đóng thuyền đánh cá này chạy buồm nữa. Là nếu mà anh có kinh nghiệm mà làm thì khi gió là chạy rất nhanh, chạy nhanh và kéo khỏe. Thì anh có làm gì có máy móc như thế này. Đấy, chủ yếu là bằng buồm. Thế thì cái quan trọng nhất đấy là có một cái bí quyết. Đấy, thì các cụ mà ông thì tôi đẻ bố tôi thì hai ông cứ vẫn làm. Sau đó là các cụ đi thành lập một những hợp tác xã thành công này trên kia, dần dần đóng thuyền to này ra ngoài cũng vạ sông nước mặn này. Làng nghề trước đây thường đóng tàu, thuyền với vận tải lớn nhỏ đi trên sông biển. Các loại tàu thuyền đánh cá, chở khách, thuyền nhỏ phục vụ vận chuyển vật liệu sản xuất, sinh hoạt. Đặc điểm của các tàu, thuyền mà làng nghề trước kia hay đóng là thuyền ba vát. Dân địa phương thường gọi là thuyền ba mảnh. Thân thuyền được tạo ra do ghép ván thuyền. Thuyền làm hình thon, hai mũi tạo thành một chóp nhọn giúp thuyền có một lực đẩy đi về phía trước. Do có tính thon mà sóng phía trước tác dụng vào thuyền sẽ rẽ ra hai bên. Vì vậy lực cản phía trước sẽ nhỏ đi, giúp thuyền đi nhanh hơn. Hiện nay người dân ít đóng tàu thuyền ba vát chạy bằng buồm cánh rời như trước nữa, mà chuyển sang đóng tàu chạy bằng máy thủy. Tuy nhiên các thợ ở đây vẫn sử dụng các kỹ thuật truyền thống áp dụng vào đóng tàu, như đáy tàu và lái vẫn làm lườn bằng, lái vuông,
Do vậy tàu chạy rất đầm và sức chở lớn. Hiện nay thợ đóng tàu Quảng Yên đã đóng được nhiều tàu thuyền lớn, có công suất từ 100 đến 1.000 CV, có thể vươn khơi tới các ngư trường rộng lớn. Nhiều xưởng đóng tàu đã phát triển thành công ty để đóng, sửa chữa những tàu lớn và cả những tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Những làng đóng tàu khi xưa giờ đây hình thành những xưởng đóng tàu lớn. Từ đó, cuộc sống của người dân cũng phát triển hơn. Và cái truyền thống đóng tàu của Hà An thì được kế nghiệp từ các ông cha ngày xưa. Trước là 4 xã hợp tác xã vận tải, làm nghề vận tải rồi sửa chữa tàu thuyền. Sau đó là nhân dân phát huy, con em phát huy truyền thống. Sau khi là các hợp tác xã giải thể thì sẽ đã mua lại các cái xưởng của các hợp tác xã để xây dựng lên và làm sản xuất đóng tàu vỏ gỗ ở trên địa bàn. Từ khi mà phát triển thì nó có nhiều cái giai đoạn, có những thời điểm thì phát triển thì tàu gỗ cũng rất là tốt, nhưng mà đến một vài năm gần đây thì về cái gỗ thì nó sẽ hạn chế hơn để đóng tàu. Từ cái việc khó khăn đó thì một số các cái doanh nghiệp cũng đã chuyển đổi từ vỏ gỗ sang vỏ sắt để tiếp tục duy trì cái nghề truyền thống và cũng duy trì được cái tạo công ăn việc làm cho người dân của địa phương. Từ những cái phát triển đó thì hàng năm thì cũng các cái doanh nghiệp trên địa bàn cũng đóng vào cái tổng thu nhập trên địa bàn và cái ngành công nghiệp chiếm từ 25 đến 30% trên tổng cái thu nhập trên địa bàn. Thanh niên người ta học bám với nghề, người ta ví dụ như là nghề đi thuyền vận tải này, đi đóng thuyền vận tải to này, thuyền đi du lịch. Đấy mà đi xuống chuyển cho các cháu nó chuyển sang học ngành du lịch và nó đi chuyển từ cái vận tải chuyển đến du lịch là nhiều hơn. Thế nhưng mà nó có một cái lực lượng lao động dôi dư, mà cái lực lượng lao động ví dụ như là những cái lớp tuổi khoảng tầm 50 trên 50. Đấy, thậm chí là những vợ của các gia đình của các cái là không có công ty, không có doanh nghiệp, không có đi đâu được, mà phải bám với ngành truyền thống thôi. Đấy, mà bám với truyền thống thì phải bám với lại cái nơi mà mình có một cái chỗ này để cho người ta làm. Cho nên là thường xuyên các từ kiến đây cho dọc hết cái đường này là các cái xưởng này bảo đảm cái lực lượng lao động cho phường Hà An này hàng năm thu nhập rất cao. Gỗ đóng tàu thường chọn những loại gỗ tốt, nhẹ, độ bền lâu như táo mật, sang lè. Do loại gỗ này ít ngấm nước, chống hà bám, cứng hơn và khá bền. Trung bình đóng mới một chiếc tàu có công suất 300 đến 350 CV phải mất từ 260 đến 270 ngày công, tương đương với thời gian từ 3 đến 3,5 tháng một tàu. Chi phí để hoàn thành khung một con tàu gỗ có công suất từ 300 CV trở lên ước chừng 250 đến 270 triệu đồng. Kể cả phần máy, chi phí một con tàu gỗ hoàn thiện có thể lên đến 600 đến 700 triệu đồng. Tuổi thọ trung bình của một con tàu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng bình quân từ 15 đến 17 năm. Những tàu đánh cá của Quảng Yên có mặt ở rất nhiều miền biển. Chuyên môn gia công cơ khí, lắp đặt sửa chữa các cái tàu thuyền phục vụ cho vận tải, đánh bắt hải sản và du lịch. Thế thì những năm trước đây thì các cái máy của các cái tàu thuyền này thì nó công suất nó chỉ khoảng độ là đến 105 ấn lực là to, nhưng để đáp ứng với cái nhu cầu đánh bắt hải sản và bảo vệ vùng thềm lục địa của đất nước Việt Nam, cho nên là bây giờ tất cả các phương tiện người ta đều nâng công suất máy từ 300 cho nên đến 700. Giờ đây nguồn gỗ tự nhiên cũng trở nên khan hiếm. Mặt khác,
khoa học và công nghệ phát triển. Những vật liệu mới đã được đưa vào để đóng mới tàu thuyền. Trong đó có thuyền vỏ sắt. Quảng Yên cũng giống như nhiều làng nghề truyền thống, đóng tàu nơi cửa sông cửa biển, đang chuyển dần sang đóng tàu vỏ sắt. Những người nghệ nhân với kinh nghiệm lâu năm, nghe tiếng gỗ, biết chất thuyền, đều hiểu rằng việc đóng tàu gỗ sẽ dần dần phải chuyển sang đóng tàu bằng sắt. Nhưng họ hoàn toàn tin tưởng những thanh niên trong làng nghề với kinh nghiệm đóng tàu và tri thức mới có thể dễ dàng làm quen được với công nghệ mới này. Cái nghề truyền thống đóng tàu vỏ gỗ ngày xưa thì nó là một thời rất phát triển. Cuối năm ngoái nó còn phát triển. Nhưng cái đặc thù là gỗ, là nguyên liệu để cho đóng tàu thuyền vỏ gỗ đã bị hạn chế đi rất nhiều. Song song với đó thì là cái giá thành cao, cho nên cái phương tiện vỏ sắt bây giờ nó ra đời đáp ứng được những cái nhu cầu về là độ bền, là sức an toàn trên mặt biển, và đồng thời giá thành lại rẻ hơn và có tính chất là vươn khơi xa hơn, cho nên là một số các cái chủ tàu ấy, người ta lại bây giờ là thanh lý cái vỏ gỗ để chuyển sang đóng vỏ sắt để đáp ứng với nhu cầu đánh bắt hải sản của mình. Bản thân chính thức trước là một hộ gia đình, sau đó mới thành lập là công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hoàng Cao. Thực ra mà nói thì như vậy là công ty và gia đình chúng tôi từ xưa này nó là năm đời đóng tàu thuyền vỏ gỗ. Nhưng do hiện nay ấy, là do xã hội và nhu cầu hiện tại thì gia đình chúng tôi hiện nay đã và đang tiến hành chuyển đổi đóng tàu sắt. Tất nhiên tất cả những mọi người và đồng nghiệp sẽ thấy rằng khi chuyển đổi một cái mô hình không phải ít những cái khó khăn. Nhưng đối với gia đình và công ty chúng tôi sẽ quyết tâm, sẽ làm đảm bảo cho công trình và mọi cái yêu cầu của xã hội sẽ đạt đúng nguyện vọng như mọi người đang mong đợi hiện tại. Hiện nay những chiếc thuyền đánh cá, sản phẩm của làng đóng tàu Đỏ Chanh vẫn hiện diện trên vùng biển Đông Bắc. Và hơn thế, truyền thống đóng tàu ở Quảng Yên cũng như cả vùng Quảng Ninh đã phát triển nhờ vào một thế hệ những kỹ sư trẻ, những người tiếp nối được truyền thống đóng tàu của địa phương và học hỏi những kinh nghiệm đóng tàu hiện đại. Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc được thành lập năm 2008. Trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng toàn cầu, với những dấu hiệu hết sức rõ rệt. Điều đó cũng báo hiệu quá trình thoái trào của ngành công nghiệp tàu thủy và vận tải biển. Tuy nhiên, nhờ sự tính toán kỹ lưỡng các bước phát triển chiến lược, từ những tàu hàng 2.300 tấn đến tàu 5.200 tấn, giờ đây Đông Bắc Xin đã đóng được tàu hàng, tàu công trình 10.500 tấn, 12.500 tấn và thậm chí là 30.000 tấn. Đem đến công ăn việc làm cho gần 500 công nhân, trong đó có rất nhiều công nhân sinh ra từ những làng nghề đóng tàu truyền thống, tạo ra giá trị kinh tế quan trọng cho địa phương. Những kinh nghiệm, truyền thống đóng tàu là một lợi thế rất lớn trong những ngày đầu thành lập. Từ bé tôi đã được tiếp xúc với những làng nghề vỏ gỗ này, và tôi có một cái ước mơ là sau này sẽ trở thành một kỹ sư đóng tàu để có thể đóng được những cái con tàu to hơn, vươn ra những đại dương lớn hơn. Vì những con tàu vỏ gỗ này thì chỉ có thể đi được ở trong những cái vùng biển gần và độ an toàn không cao. Do vậy thì sau khi lớn lên tôi đã đi vào trường Đại học Hàng Hải và làm học ngành đóng tàu. Với cái cơ duyên ngành đóng tàu, tôi đã vào công ty Đông Bắc và đang đóng những con tàu, thực hiện tham gia những cái dự án của đóng tàu Đông Bắc rất lớn, có những cái gam tàu đến 22.000 tấn.
Điều đặc biệt, những công ty công nghiệp đóng tàu tiếp tục phát huy thế mạnh của những làng nghề truyền thống vùng biển Đông Bắc, đồng thời cho thấy một hướng đi khả quan trong phát triển kinh tế biển. Trong đó có những yêu cầu về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Những công nhân và kỹ sư ở đây nhận thức rất rõ những khó khăn để có được niềm vui khi hạ thủy những con tàu. Từ cái tàu vỏ gỗ thì ngày xưa họ làm công nghệ cũ của truyền thống của cha ông ấy thì cứ dựng các cái xương xong họ ốp gỗ. Dựng các cái xương chính trong ốp gỗ bọc theo cái thân vỏ thôi. Thế còn hiện tại thì các công nghệ bây giờ có hỗ trợ của các cái phần mềm máy tính ấy, thì hiện đại hơn ấy. Thì hoàn toàn các mình có thể dựng toàn bộ các cái chi tiết kết cấu của tàu trên các cái mô hình 3D trên phần mềm trước, triển khai coi như đóng tàu giả nó ở trên phần mềm trước, xem mình có thể triển khai mọi các bước công nghệ trên phần mềm, kiểm tra các chi tiết kỹ thuật, các sai lỗi trước khi đóng thành cái tàu, triển khai thành cái tàu thật với tỷ lệ 1:1 ở thực tế. Hiện tại là vẫn đang áp dụng như thế. Cùng với việc đóng tàu vận tải, nhiều công ty đóng tàu bắt đầu quan tâm đến việc đóng những tàu du lịch, du thuyền, vốn trước đây do những công ty nước ngoài đóng với chi phí lớn. Sự kết hợp giữa những công ty công nghiệp đóng tàu và những làng nghề đóng tàu truyền thống đã tạo ra những tàu du lịch mang thương hiệu Việt, phục vụ du khách trên Vịnh Hạ Long. Thưởng ngoạn Vịnh Hạ Long trên những con tàu có giá trị hàng chục tỷ đồng do người Việt, những người thợ của làng nghề đóng tàu Việt làm nên, đã cho thấy một hướng đi mới trong phát triển kinh tế của vùng biển Đông Bắc. Thời gian vừa qua, nhất là trong cái năm vừa rồi, thì chúng tôi xác định cái thị trường tàu du lịch cũng là một thị trường rất là tiềm năng, và nó cũng là một cái nhóm sản phẩm chủ đạo của chúng tôi. Và chúng tôi đã thi công và bàn giao cho công ty cổ phần du thuyền 5 sao Tuần Châu 2 chiếc tàu của du lịch 5 sao mang tên là Paradise Elegance và Paradise Convergence. Thì hai con tàu này nó là hai cái khách sạn nổi, có cái với công suất là 31 phòng ngủ. Và sau khi bàn giao thì được chủ tàu với khách hàng đánh giá là đến thời điểm này là hai con tàu đẹp nhất ở trên vịnh Hạ Long. Và chúng tôi đã nhận được cái phản hồi rất tích cực từ khách hàng. Và đây cũng sẽ là một cái phân khúc sản phẩm chúng tôi sẽ phát triển mạnh. Vịnh Hạ Long nằm ở phía tây vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển thuộc thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và một phần của huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Vịnh đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới về giá trị thẩm mỹ vào năm 1994 và giá trị địa chất địa mạo năm 2010. Vẻ đẹp của Hạ Long được tạo nên từ ba yếu tố: đá, nước và bầu trời. Hệ thống đảo đá Hạ Long muôn hình vạn trạng, đường nét, họa tiết, màu sắc của đảo núi hòa quyện với trời biển, tạo ra một bức tranh thủy mặc. Những tảng đá bị bào mòn bởi gió, nước biển tạo nên những hình thù kỳ lạ mà dân gian đã đặt cho nó những cái tên như hòn con rùa, hòn con voi. Với gần 2.000 đảo lớn nhỏ, vịnh có khoảng 980 đảo đã được đặt tên. Giờ đây với những định hướng về phát triển tiềm năng du lịch, Vịnh Hạ Long có đầy đủ những tố chất để trở thành một điểm đến thân thiện, mang đến nhiều điều kỳ thú cho khách du lịch. Du lịch biển đảo với trải nghiệm trên tàu du lịch là một xu hướng của du lịch mới, thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Trước đây để trải nghiệm những tour du lịch qua đêm giữa lòng vịnh, trên tàu là khá hiếm hoi và chi phí đắt đỏ. Tuy nhiên với số lượng tàu du lịch ngày càng nhiều, với một chi phí vừa phải, khách du lịch cũng sẽ có nhiều hơn những cơ hội trải nghiệm trên tàu du lịch. Nhu cầu mua, đóng mới các con tàu du lịch của các công ty lữ hành là rất lớn. Vấn đề của họ vẫn là vốn đầu tư, quá trình tu sửa và vận hành. Nhưng điều này
đã có thể được đảm bảo bởi những công ty, những làng nghề đóng tàu Việt, những người thợ giàu kinh nghiệm đóng những con tàu gỗ xuôi ngược hàng trăm năm nay trên vùng biển này. Tôi cho rằng thuyền buồm là một cái nét văn hóa, một cái nét rất là đặc sắc của vịnh Hạ Long. Cách đây 10 năm đến 20 năm, tôi tin rằng khi mà đi trên vịnh thì bạn sẽ nhìn thấy những con thuyền gỗ, một số những con tàu sự tàu du lịch thì có mang theo một cánh buồm đỏ, màu nâu đỏ, hoặc là một số cánh buồm màu sắc khác theo cái sở thích riêng của từng chủ tàu. Nhưng mà tôi cho rằng đấy là một cái hình ảnh rất là đẹp mà hiện nay tôi hiếm khi nhìn thấy ở trên vịnh Hạ Long. Vì toàn bộ các cái tàu du lịch ở trên vịnh hiện nay là mang một cái màu trắng, tôi cho là nó hơi đơn điệu. Thế thì cái thuyền buồm thì nó có nhiều kích thước, có thể là thuyền buồm cá nhân thì nó rất là nhỏ. Thế nhưng mà ngay cả cái tàu du lịch lớn 30 đến 40 phòng ngủ vẫn có thể trang bị buồm được. Thì đấy là tôi cho là nó là một cái họa tiết trang trí rất là đẹp. Và với một công ty đóng tàu như chúng tôi thì nếu mà khách hàng có nhu cầu thì khi mà đóng các cái sản phẩm tàu du lịch có sắt, mà khách hàng có nhu cầu trang bị cái cánh buồm cho tàu thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Tàu du lịch cần đảm bảo những yếu tố về công nghệ, vận hành và tính thẩm mỹ, an toàn. Chiếc tàu du lịch này được những người thợ ở chính vùng Quảng Yên đóng và sửa chữa, bảo dưỡng. Có thể phục vụ khoảng trên dưới 100 khách và nhân viên. Với những tour du lịch từ 2 ngày, 1 đêm, 3 ngày, 2 đêm và dài hơn, giúp cho du khách khám phá Vịnh Hạ Long với tiêu chuẩn từ 3 sao đến 5 sao. Phòng nghỉ hay những cabin xinh xắn và tiện nghi với những ô cửa mà phong cảnh của vịnh sẽ trôi qua theo rất nhiều những góc nhìn và cảm nhận. Khoảng không gian rộng rãi trong lòng tàu để thưởng thức các món ăn, trò chuyện và cảm nhận vẻ đẹp trong lòng vịnh. Những tàu du lịch kích thước lớn như thế này là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự tinh tế của làng nghề truyền thống và công nghệ hiện đại để tạo ra sự an toàn, hiện đại và thẩm mỹ. Những tàu du lịch kích thước lớn, từ 3 đến 5 tầng, nổi bật giữa vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long. Khi mà đến thăm Vịnh Hạ Long thì đa phần du khách là không có biết rằng là những con tàu nó hiện đại như bây giờ. Bởi vì là người ta, trong mắt của người ta cách đây hàng chục năm ấy, thì người ta vẫn đang mường tượng rằng là phòng rất nhỏ, tiện nghi, không có gì, không có điều hòa, hoặc là rất là đơn sơ thôi, nhỏ bé, trong cái ý nghĩ của người ta không thể nào bằng khách sạn được. Nhưng họ rất là bất ngờ khi mà người Việt Nam dùng hàng Việt Nam lại có những cái con tàu đẹp như thế. Họ luôn luôn hỏi tôi rằng là cái tàu này họ các bạn đóng ở đâu, thì chúng tôi đóng nói luôn là chúng tôi đóng tại Việt Nam và xưởng đó là ở Quảng Yên. Đấy, thì người ta bảo các bạn có cái tư duy rất là tốt và tất cả các cái trang thiết bị rất là phù hợp và nói chung không khác gì khách sạn 5 sao ở trên biển. Thì đối với đóng tàu hàng thì nó có các cái tiêu chuẩn kỹ thuật nó khác nhiều so với tàu du lịch. Cái tàu hàng thì chúng tôi chủ yếu là quan tâm nhiều đến các cái yêu cầu kỹ thuật của đăng kiểm và nó có cái lượng dư cho phép rất là lớn. Đấy. Tuy nhiên đối với tàu du lịch thì nó lại khác hoàn toàn. Thì toàn bộ tôn sắt thép để thi công các cái sản phẩm đấy thì là nó mỏng hơn, khó thi công hơn. Thế nhưng mà với công nghệ mới hiện nay thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm chủ được công nghệ. Và tàu du lịch thì cái việc đầu tiên là phải đảm bảo cái tính mỹ thuật. Đấy. Vỏ tàu phải trơn nhẵn. Đấy. Rồi các cái yêu cầu về trang thiết bị bên trong của tàu nó cũng khắt khe hơn so với tàu hàng. Tận hưởng tour du lịch trên tàu, du khách có thể trải nghiệm những dịch vụ như khám phá hang động, chèo thuyền kayak hay tĩnh tâm, thư giãn với dịch vụ spa trên tàu. Trải nghiệm trên tàu du lịch luôn mang đến những cảm nhận khác lạ. Trên đường đi, quang cảnh của vùng Vịnh Hạ Long mở ra trước mắt những ấn tượng kỳ vĩ của một vùng biển đảo. Những ngọn núi đá vôi bị nắng mưa, gió biển bào mòn, sừng sững soi mình xuống dòng nước xanh trong của một vùng biển êm đềm.
hàng ngàn đảo nhấp nhô lên trên mặt nước, phô trương những phiến đá hoa cẩm thạch tuyệt đẹp. Tưởng như chúng đang chồng chất lên nhau, tạo ra những đường nét kỳ diệu. Những đảo đá sừng sững nổi lên trong lòng vịnh, dưới làn nước trong xanh mê mải của vịnh Hạ Long. Cảnh vật nơi đây luôn tĩnh lặng êm đềm, nhìn từ những con tàu du lịch. Dịch vụ ngủ đêm trên vịnh Hạ Long, trên những tàu du lịch Việt đang ngày càng được nhiều du khách trong nước lựa chọn và trở nên ưa thích bởi nó sẽ đem đến cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc và những trải nghiệm đầy thú vị. Tàu du lịch chắc chắn là một hướng đi mới cho các công ty và xưởng đóng tàu truyền thống giữa vùng vịnh Hạ Long. Với cái thị trường tàu du lịch tại Quảng Ninh thì rất là tiềm năng. Hiện tại trên vịnh Hạ Long là có hơn 500 hãng tàu du lịch. Và theo cái quy định của tỉnh Quảng Ninh, từ nay đến năm 2020 thì lần lượt các cái tàu vỏ gỗ sẽ thay thế bằng cái tàu vỏ thép. Tàu vỏ thép có ưu việt hơn vỏ gỗ là có thể đóng được tàu lớn hơn, nhiều phòng ngủ hơn và đặc biệt là an toàn hơn cho du khách. Ở đây tôi cho rằng là có thị trường rất là tiềm năng. Từ những làng đóng tàu truyền thống cho thấy một kinh nghiệm chinh phục biển khơi, đến những con tàu vận tải lớn với những yêu cầu cao về công nghệ. Và giờ đây là những tàu du lịch với sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, tiện nghi và thẩm mỹ, cho thấy sức sống và khả năng to lớn của những làng nghề đóng tàu vùng biển Đông Bắc. Những chiếc thuyền đánh cá đã lênh đênh cùng cha ông ta hàng trăm năm bám biển. Và đến giờ, những tàu du lịch mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách trước vẻ đẹp của biển khơi, khám phá chính vẻ đẹp của những làng chài, những làng nghề truyền thống vùng Đông Bắc. Từ những thuyền đánh cá, thuyền du lịch bằng gỗ có kích thước nhỏ, vốn quen thuộc ở vùng vịnh Hạ Long, một nét đặc trưng độc đáo của vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, đến những tàu vận tải, tàu đánh cá công suất lớn và những tàu du lịch lớn đã cho thấy một sự phát triển mạnh mẽ của những làng nghề đóng tàu và công ty vận tải hàng hải vùng Đông Bắc. Điều đó không chỉ mang đến giá trị kinh tế, mang đến một hướng đi mới cho phát triển du lịch bền vững, mà còn là động